Trần Nhật Duật, một nhà chính trị, quân sự kiệt xuất vào thời nhà Trần. Ông là con trai thứ 6 của Trần Thái Tông, nổi tiếng với những công lao to lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ 2 và thứ 3, đặc biệt là trận Hàm Tử năm 1285. Trong trận đó, chính Trần Nhật Duật là người chỉ huy quân đội nhà Trần đánh tan đội quân của Toa Đô ở cửa Hàm Tử. Không chỉ là nhà chỉ huy giỏi, ông còn được sử sách ghi nhận là nhà ngoại giao xuất sắc của nhà Trần nhờ giỏi ngoại ngữ, biết nhiều thứ tiếng và phong tục tập quán của các nước lân bang. Trong sách có chép lại rằng, Trần Nhật Duật từng thu phục thủ lĩnh quân nổi loạn Trịnh Giáp Mật ở Đà Giang, khiến sứ thần nhà Nguyên nể phục. Dù cho tài năng và công lao bao trùm cả triều chính, nhưng Nhật Duật lại là người nhã nhặn, độ lượng, mừng giận không lộ ra sắc mặt. Trong việc nước, ông rất trung thực và thẳng thắn, xứng đáng là danh tướng văn võ toàn tài trong sử Việt, góp phần không nhỏ vào sự tồn tại và hưng thịnh của nước Đại Việt thời nhà Trần.